Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Thì ngày hôm nay Mark Home chúng tôi đang có dịp được về thăm và kiểm tra tiến độ của nhà chú Cử tại Hưng Yên, một trong những công trình cấp 4 mái thái có diện tích rơi vào khoảng 180m². Đây là công trình mà Mark Home chúng tôi đang trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói cho nhà chú. Thì xin mời mọi người cùng theo chân tôi để tham quan ngôi nhà của chú. Quý vị có thể thấy tại vị trí tôi đang đứng đây sẽ là khu vực giao thông tiếp nối giữa hai sảnh. Bên tay trái tôi sẽ là sảnh chính và bên tay phải tôi đây sẽ là sảnh phụ. Thì ở khu vực giữa sảnh chính và sảnh phụ chúng ta có một khoảng không gian tương đối là trống và nhìn nó rất là đơn điệu. Thì tại đây các kỹ sư chúng tôi đã thiết kế cho nhà chú là một bồn hoa. Trong bản thiết kế sẽ là một bồn hoa chạy dọc xung quanh cho tới sảnh chính. Nhưng khi thi công thực tế thì chú lại muốn tạo một cái điểm nhấn và tạo một cái gần như là một cái điều để khiến cho mọi quý khách bước vào ngôi nhà sẽ cảm thấy ấn tượng. Bên tay phải của ngôi nhà chú đã thay toàn bộ, không phải là bồn hoa nữa mà là một bể cá. Thì hiện tại là bể cá đang ở trong giai đoạn là vào ra. Thì sau này chú có thể sẽ thả là hoa sen hoặc là cá koi vào trong này. Thì chúng ta cùng đi tham quan khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Vì ngôi nhà của chúng ta, cái nền đất tự nhiên, cái cốt 00 ấy, nó đã cao hơn mặt đất ở xung quanh rồi, nên chúng ta chỉ cần sử dụng là một hệ bậc tam cấp. Sau này sẽ được sử dụng là mặt đá, mặt đen cổ trắng và bề rộng mỗi mặt bậc nó rơi vào khoảng 30cm. Quý vị có thể thấy chúng ta có hai cột của sảnh chính nhìn rất là đặc biệt, bởi vì cột sẽ không phải là cột vuông toàn bộ từ dưới lên trên nữa. Chú Cử cảm thấy như thế nó hơi đơn điệu và hơi là gần như là dập khuôn của các công trình khác, nên là cột của chúng ta sẽ có là dưới chân thì to nhưng ở trên đỉnh cột thì nhỏ, vẫn đảm bảo được điều kiện chịu lực và kết cấu, đồng thời là sẽ tăng cái tính thẩm mỹ lên cho ngôi nhà. Công trình là có một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh và một phòng bếp. Thì vị trí tôi đang đứng đây sẽ là phòng khách. Toàn bộ hệ cửa thông phòng trong ngôi nhà cũng như là cửa chính chúng ta sẽ sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi. Quý vị có thể thấy là chúng ta đang để ở đây là học cửa và khi nào hoàn thiện sẽ đưa cánh vào. Nhìn qua quý vị có thể thấy đây là một công trình vô cùng đặc biệt. Toàn bộ trần sẽ không có một trần không sẽ không có một khoảng nào là trần thạch cao, cũng như tường chú sử dụng toàn bộ là gỗ pơ mu. Ở phía trên trần đây chúng ta có một cái khoảng trần trang trí theo phong cách là chống đồng. Thì như tôi có nghe được là mỗi tiền gỗ của công trình này thôi đã rơi vào khoảng 400 triệu. Vâng, 400 triệu ạ. Thì tại vị trí tôi đang đứng đây sẽ là phòng khách. Và bên tay trái đây lại sẽ là phòng thờ. Thì đặc biệt là ở phòng thờ chúng ta sẽ không được thiết kế cửa sổ. Một trong những điều mà cần phải lưu ý là phòng thờ sẽ không thiết kế cửa sổ, để nó sẽ tạo một cái không gian gọi là không gian tĩnh, rất tốt cho phong thủy và nhằm đem lại là giữ được những cái vượng khí cho ngôi nhà. Bên tay trái tôi đây sẽ là hai phòng ngủ. Và hai phòng ngủ này đều là phòng ngủ khép kín. Hai phòng ngủ sẽ có thiết kế diện tích và cái ngôn ngữ thiết kế là gần như là tương đương. Nên tôi xin phép là giới thiệu một phòng ngủ. Quý vị có thể nhìn thấy toàn bộ trần sẽ là trần gỗ và không sử dụng trần thạch cao. Tại đây thì chúng tôi đang để sẵn những cái lỗ chờ. Sau này chúng ta có thể là lắp điều hòa và cũng như là lắp đèn trang trí cho ngôi nhà. Thì một trong những cái thiết kế mà quen thuộc của Mark Home đó chính là chúng tôi sử dụng rất nhiều cửa sổ. Cái việc sử dụng nhiều cửa sổ này sẽ đem lại cho ngôi nhà là ánh sáng tự nhiên tốt hơn, điều hòa không khí tốt hơn
và nó sẽ thoáng mắt hơn. Một ngôi nhà hiện đại nó sẽ khác với một ngôi nhà ngày xưa. Ngôi nhà ngày xưa chúng ta chỉ cần một cửa sổ một phòng, nhưng đã là hiện đại thì phải có cái sự khác biệt. Đó là chúng ta phải thiết kế thêm nhiều cửa sổ. Bên đây cũng sẽ là một phòng ngủ và có cái diện tích cũng như là thiết kế tương tự. Trần cũng sẽ là trần gỗ và đang có sẵn những cái lỗ chờ để sau này chúng ta có thể lắp những cái đèn hắt trần, hay còn gọi là đèn downlight. Tại đây chúng ta có thêm một phòng ngủ nữa và phòng ngủ này cũng sẽ là khép kín. Ba phòng ngủ sẽ là ba phòng ngủ khép kín. Tại phòng ngủ số 3 này các bạn có thể thấy chúng ta đã hạ cái cốt trần xuống. Bởi vì cái cốt trần của ngôi nhà mái Thái nó rất là cao, mà khi chúng ta sử dụng toàn bộ cái chiều cao của cốt trần cho tới cốt trần của mái Thái thì tạo cho cái phòng tắm của chúng ta có cái cảm giác là nó hơi cao quá, nó lạnh và hệ thống đèn cũng sẽ khó là chiếu sáng đầy đủ được cho cái phòng tắm của chúng ta. Chúng ta sẽ đi tham quan khu vực phòng bếp. Và đây sẽ là khu vực phòng bếp của công trình. Thì toàn bộ cái công trình này sẽ là sử dụng là trần gỗ, tường gỗ, nhưng trừ một vị trí. Đó là vị trí bồn rửa và bếp nấu. Bởi vì là khi chúng ta sử dụng là tường gỗ thì rất là khó vệ sinh. Có thể là sau này nước bắn lên hoặc là dầu mỡ nó bắn lên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tường gỗ của chúng ta. Thì tại vị trí bồn rửa và bếp thì chúng ta sẽ có là một cửa sổ để nhằm giúp cho là cái không gian nấu nó sẽ thoáng hơn, nó không bị mùi bay ra khu vực phòng khách. Và cái bồn rửa cũng sẽ được khô hơn hoặc là thoáng hơn ấy. Quý vị có thể thấy đây nhà chú Cử sử dụng là một bể nước ngầm. Thì cái sự việc sử dụng bể nước ngầm này có rất nhiều lợi ích. Nếu như mà một công trình không có bể nước ngầm thì đôi khi ở Việt Nam chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp như kiểu là mất điện hay là mất nước. Thì công trình nào mà có bể nước ngầm chúng ta sẽ có một cái bể dự trữ và có thể là bơm lên trên téc bên trên. Phía bên tay trái tôi đây sẽ là một cái nhà vệ sinh chung cho toàn bộ công trình. Thì nhà vệ sinh chung cũng như các nhà vệ sinh khép kín thì sẽ có cái diện tích xấp xỉ là 4m2. Xấp xỉ 4m2. Nhà vệ sinh ở các phòng sẽ được ốp gạch trang trí. Điều này nó sẽ giúp cho cái nhà vệ sinh của chúng ta nó sáng hơn, đồng thời là nó sẽ là dễ vệ sinh hơn. Thì ba nhà vệ sinh của cái phòng khép kín ấy, nó sẽ có là thêm cái buồng tắm đứng nữa. Điều đấy sẽ giúp cho chúng ta là nó tránh cái hiện tượng là bị nước bắn ra khu vực sinh hoạt của chung. Như quý vị và các bạn có thể thấy ở trên các bức tường chúng ta đang để sẵn những cái ô chờ, những cái hộp kỹ thuật và những cái hộp điện. Thì đây là một trong những cái điều mà lợi ích khi mà quý vị thiết kế, có bản thiết kế hoặc là thi công trọn gói. Thì khi mà có bản thiết kế và thi công trọn gói như này thì chúng ta sẽ tránh xảy ra cái xung đột giữa đường điện, đường nước, giữa các bác thi công phần thô với lại các bác thi công phần điện nước. Thì công trình đang ở trong cái giai đoạn là hoàn thiện. Thì sau khi công trình hoàn thiện, chúng tôi sẽ tiếp tục về nhà chú Cử và quay lại những cái đoạn clip để có thể là giới thiệu với mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.